xịt. Thuốc diệt muỗi nha các bạn. Đó, nó có dạng bột. Bây giờ thì mình sẽ mang cái thuốc này đi pha ra nước rồi mình sẽ phun nhé, phun xung quanh nhà. Ok, gói nó như thế này đây. Ok, một toàn là thuốc đây. Bạn khuấy đều lên nhá. Ở đây mình dùng hẳn cái máy bơm xịt luôn. Ok. Vì mình có ở nhà một mình không có ai hộ cho nên là mình phải tự biết tự diễn, không có người đi theo quay được.